Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất về mọi mặt của đời sống xã hội. Sáng ngày 27 tháng 5, Quốc hội thảo luận dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, trong đó một số đại biểu cho rằng, theo quy định hiện hành và dự thảo luật, lao động nữ chỉ được nghỉ việc đi khám thai tối đa 5 lần là chưa phù hợp. Bởi nếu thai phát triển bình thường thì phù hợp, nhưng thai phát triển không bình thường thì bác sĩ chỉ định sau 1 tuần, 10 ngày, 15 ngày phải đi tái khám để bác sĩ theo dõi. Để đảm bảo điều kiện chăm sóc sức khỏe cho lao động nữ đang mang thai, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi, đoàn đại biểu Bến Tre đề nghị xem xét lao động có thể lựa chọn nghỉ tối đa 5 lần mỗi lần không quá 2 ngày hoặc 9 đến 10 lần trong thai kỳ. Đề xuất này cũng nhận được sự đồng tình của nhiều đại biểu. Đại biểu Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Trợ Rẫy, đồng tình với quan điểm của bà Yến Nhi, ông dẫn quy định của Tổ chức Y tế Thế giới. Bác sĩ Ý Thức cho biết, một chu kỳ khám thai gồm 5 lần, tuy nhiên, dự luật nên chia ra hai trường hợp là thai bình thường và thai bệnh lý. Cũng tại kỳ họp lần này, nhiều vấn đề xã hội khác được đưa ra thảo luận, nhận được sự quan tâm của dư luận. Tại phiên thảo luận tổ diễn ra vào ngày 23 tháng 5, các đại biểu tại đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã nói vấn đề già hóa dân số hay tỷ lệ sinh của Việt Nam đang ở mức rất thấp. Cóp ý cho vấn đề này, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng mỗi chính sách sẽ đúng trong từng giai đoạn, còn hiện nay chúng ta đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số nhưng chưa có giải pháp để khắc phục. Bà dẫn chứng trong 19 điều đảng viên không được làm thì có yêu cầu không được vi phạm chính sách về dân số. Với cái cương vị là cũng là đứng đầu một cái cơ quan, thì cũng phải luôn luôn là đấy có những trường hợp rất đau lòng là xem xét là gì kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba mà đâu phải đảng viên nó bị đâu nguyên cái chi bộ đó nó bị luôn Đại biểu Trần Kim Yến nhìn nhận Việt Nam đang có tốc độ già hóa dân số rất nhanh, đây là điều rất đáng báo động. Bà Yến nói và cho rằng chúng ta có thể chưa nhìn thấy ngay tác động của chính sách mà phải đến 18 năm sau mới thấy rõ. Chính vì vậy, ngay từ bây giờ cần có những chính sách để thay đổi suy nghĩ của người dân trong việc sinh đủ con.